Rồi, hello anh em, chào các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình nè. Đây có cái món đồ chia sẻ các bạn là mình chơi làm một cái bộ nguồn 12V để mình xài cho công chuyện dân dụng nha các bạn. Và cái này là mạch nguồn 12V này mình di động, mình không có lắp cố định chỗ mà mình để là mình vô cái hộp nè, để mình đem đi tới lui đoạn mình test cái chỗ này chỗ kia. Cần có nguồn 12V. Thì đây là cái nguồn 12V của mình chế này nè. Cái đây là cái bộ này là cái bộ trong cái adapter của anten xây nè. Của anten xây mà thời UHF hồi xưa của mình xài các bạn. Rồi anten đó. Thì nó không có cái mạch lưu cầu này, nó chỉ có cái biến áp, chứ trong này nó có cái bo để điều khiển cái anten thôi. Thì mình tận dụng cái biến áp 12V này ra mình xài, và mình lấy cái vỏ hộp của nó lại, và mình bỏ cái mạch điện tử của nó, mình làm một cái mạch lưu cầu để mình chuyển về nguồn DC 12V đó. Thì cái bây giờ mình làm lâu rồi, dây này đã cũ rồi, thì bây giờ mình thay dây mới, mà tháo ra mình thay dây mới và mình chia sẻ các bạn là làm cái mạch nguồn 12V. Bây giờ để mình ghim điện cho cái mỏ hàn nó nóng cái, rồi mình làm công chuyện cho nó dễ. Ghim điện cho mỏ hàn nó nóng nè, cho mỏ hàn nó nóng với cái keo nến thì cho nó nóng một chút, chấm mấy cái chỗ này. Rồi mình nói thêm nữa nè, đây là cái công tắc, đây là cái công tắc nè, để bắt nguồn nè. Ra nguồn biến áp 12V. 12V này nguồn 220V nè, ra 12V xoay chiều nè, qua mạch lưu cầu nè, còn ở 12V một chiều nè. Và sợi dây này mình ra đã cũ rồi, mình thay dây mới, và sợi dây này ra là mình không có đấu vô một cái dắt gì hết, mình để hai cọng tua ra vậy đó. Mình chỉ cần nguồn 12V một chiều để mình xài cho cái công việc mình test, mình thử mạch này kia nha các bạn. Bộ nguồn 12 di động. Và các bạn thấy là tại sao mình phải làm cái nguồn 12 di động này mà mình không mua cái adapter thường cái bo của nó bằng điện tử không à, nó không có dòng, không có cao. Mình test cái ba cái motor nhỏ nhỏ nặng nó chạy không có được, chạy nó yếu. Còn cái này là nguồn 12V mình chế cái nè, có biến áp đó, bộ này vậy. Rồi bây giờ thì mình tới xây thay dây cũ nha các bạn. Rồi đầu tiên là mình sẽ lấy cái nguồn này ra, cắt cái sợi dây này ra. Rồi cắt ra, lấy ba cái dây cũ này bỏ, không có xài nữa. Rồi mình sẽ lấy cái này ra. Đây là cái bo cầu này mình tự làm nha các bạn. Cái bo cầu mình tự làm, nên là tự hàng mạch mình làm luôn nè. Rồi giờ mình sẽ chấm thì ra thay để cái mẫu hàng nóng nóng thì mình tiến hành mình test dây điện ra. Cái dây nguồn 12V nguồn quạo mình thay dây điện này, còn cái dây mà 12V nguồn ga thì thay dây nhỏ hơn chút nha các bạn. Rồi thay vì thời gian mình chờ đợi thì mình test mình xé mấy cái dây ra, một cái chu ghim. Rồi mình sẽ thời gian chờ đợi mình sẽ test dây. Đây mình nối vô đây đi.
giờ mình đấu vô cái này đi, đấu vô cái đấu vô cái chuôi trước nha bạn. Nguồn di động để mình đi tới lui, đem đi tới lui mình xài. Rồi tiến hành gắn chui vô nha bạn, chui vô. Rồi đây rồi mình thử cho các bạn xem luôn nguồn. Rồi cái này có thể mình nối dây điện vô cũng được. Giờ mình chấm cái chỗ này ra, mình lấy cái đưa cái đầu dây ra, chưa đầu dây qua mình hàn. Để tránh mất thời gian mình ngừng chút nha bạn, cho nó đừng mất thời gian. Rồi bây giờ mình đã nối dây xong rồi các bạn, mà đã nối dây xong rồi nè. Dây đây là dây nguồn xe chiều.